Hello hello, và Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ. Cuộc sống Mỹ tại DMV và đây là cái kênh mà Đức Vũ luôn chia sẻ những cái điều thực tế thiết thực cuộc sống ở Mỹ các bạn ha. À, hôm nay là ngày thứ tư quý các bạn nhưng mà ngày hôm qua là ngày thứ ba, à, ngày hôm nay là ngày bốn, ngày hôm qua là ngày ba tháng mười các bạn. Thì à, trước khi chia sẻ thì à, Đức Vũ à, Cầu chúc cho tất cả các bạn một ngày mới luôn, tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng Và hiện tại thì hôm nay là ngày thứ tư, ngày bốn tôi Vũ đang làm cái video này ở tiểu bang Maryland Rồi, thì tại sao mình nói ngày ba là cái ngày mà rất là nhiều cái sự kiện quan trọng Các bạn đặc biệt là hai vấn đề Hai vấn đề quý vị các bạn thì hôm nay đúng ra là mình live stream mình mới nói được nhiều Nhưng mà tại vì có thời gian hạn hẹp mà tối hôm qua, ngày hôm qua mình đi làm Mà tối hôm qua về thì cũng hơi mệt nên là có hai cái sự kiện quan trọng các bạn thứ nhất đó là chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy ông ta bị phế chốt à, mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử và người ta nói là chuyện này khó xảy ra mà cuối cùng cũng xảy ra đúng không quý vị các bạn à, khó xảy ra mà cuối cùng cũng xảy ra thì Đức Vũ sẽ tóm tắt cái lịch tin đó cái tin thứ hai là nóng hội luôn cái việc nóng hổi mà nó kinh khủng luôn và có một người nhất có, có một người khán giả thân thương của Đức Vũ à, comment cho Đức Vũ là sao Đức Vũ ơi nước Mỹ toan rồi nhà dạ, thường để sao em có toan hay không các bạn nào thì đây là hai cái tin à, gọi là nóng hổi và xem nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta không quý vị bạn à, có người thì nói có có người thì nói không mà đầu tiên đó là cái tin liên quan tới cái ông chủ tịch hạ viện à, chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy thì chủ tịch hạ viện hôm ngày thứ ba đã bị phế chuất đó là ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa à, làm chủ tịch và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện đã phế chuất một lãnh đạo của mình trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm các bạn ha và cái cuộc bỏ phiếu này đó là 216 à, trên 210 có nghĩa là à, nói chung là có khoảng mà Đức Phú Đọc hình như là có 8 thành viên của Đảng Cộng Hòa à, theo đường lối gọi là rất là cứng rắn đã đền, nói chung là đã bỏ và đặc biệt là theo cái đề nghị của cái ông masgate uh, masgate các bạn ha thì uh, nói chung là có tám ông à, nói tóm tắt là như vậy thì quý vị các bạn cái ha. thứ hai là cuộc bỏ phiếu được kích hoạt bởi nghị sĩ uh, masgate chính thức khởi động trong quá trình cố gắng loại bỏ kevin McCarthy vào tối thứ hai và ông Ghét này cũng cho biết McCarthy không còn là đại diện à, cho lợi ích của cuộc họp kín của đảng Cộng Hòa sau khi ông này làm việc với đảng Dân Chủ để thông qua cái dự luật tạm thời nhằm tránh cái việc mà chính phủ đóng cửa. Cái việc ạ Chính phủ đóng cửa thì à, gia hạn thêm 45 ngày đúng không các bạn? Nói chung là bây giờ thì tạm thời cái người gọi lên là tạm quyền các bạn tạm quyền thì cũng có nhiều người đề nghị lên thì trong đó trong đây trong đây mình đọc quá thì mình thấy rằng là cái ông để coi cái ông nào làm ờ đầu ta Không biết nó làm đâu mất tiêu rồi. Có một cái người được gọi là tạm thời à, tạm thời lên làm chủ tịch hạ viện các bạn ha. Tạm thời lên làm chủ tịch hạ viện à, nãy mình à, nốt ra đầu tiên mình để đâu mất tiêu rồi cái việc các bạn à, nói chung là có một cái ông à, họ nói á, là trong cái cuộc bỏ phiếu này các bạn thì hạ viện năm 1910 cũng có một cái lần là giống như vậy đó là ông xét Ma Cameron nhưng mà hiện tại thì thưa quý vị các bạn để mình xem là cái ông đó tự cái tên của mình 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 nằm đâu mình mình nhớ à rồi, à, Patrick ba Patrick ba Patrick McHenry các bạn của Bắc uh, Cali hạ nghệ sĩ Patrick uh, là một cái người thân cận của McCarry à uh, nhỏ vai trẻ này uh, uh, Patrick Henry đúng không? Rồi. Và và lâu thì có nhiều cái phiếu được có nghĩa là thông theo thông lệ các bạn thông lệ từ uh, từ cái ngày 9/11 đó thì nó có một cái điều kiện nữa là cái ông mắc ông mắc này ông nếu mà ông bị mất chức cách chức thì ông có một cái phiếu để gọi là cái người nào sẽ kế nhiệm thì nghe đồ đâu đọc đa thông tin thì chung sẽ được đề cử nói chung là rất là nhiều người đang được đề cử vào cái vị trí này mà để xem tình hình thế nào và để xem nước mỹ nó có toàn hay không nhưng mà trong đúng cái ngày có nghĩa là tối thứ hai khi mà hạ bệ ông này các bạn thì một cái điều quan trọng điều quan trọng mà chúng ta đang quan tâm. Còn cái chuyện mà chính trị nó lại cũng có liên quan đến kinh tế đúng không bạn? Tại sao chúng ta phải quan tâm tới chính trị? Chính trị ở đây là một cái đường lối đúng đắn mà mình theo dõi các bạn chứ không phải là chính trị là ngồi chửi bới. Mình nói chính trị là ngồi chửi bới. Thì thưa quý vị các bạn, đây là một cái mà mình muốn thông tin tới quý vị và các bạn, quý vị các bạn. Đó là tỷ lệ lãi suất tăng vọt lên 8% sau khi đạt mức cao chưa từng thấy từ cuối năm 2000 à, là một cái bài viết trên CNBC thôi quý vị các bạn thì thưa quý vị các bạn nói là nói là nói là tám chấm nhưng mà nó là dự báo thôi còn bây giờ theo cái tờ Morgan New Daily mình đang cầm tay thì tỷ lệ bình quân à, <laughs> mà cái khoản thế chấp cố định 30 năm phổ biến đã tăng lên là 7.72 là ngày hôm qua nhưng mà ngày hôm nay là mình mới xem xong là 7.74 các bạn và chắc chắn nó có thể lên 10 chấm và lãi suất thế chấp này cao hơn lãi suất à, trái phiếu của kho bạc kỳ hạn 10 năm vốn đã tăng trong tuần này à, có nghĩa là sao các bạn à, có nghĩa là cái lãi suất kỳ hạn của mà đặc biệt người ta nói À khi mà tại sao Fed nó không tăng lãi suất mà tại sao lãi suất nó lại nhảy múa dữ vậy à, rồi thì cái này nếu mà có thời gian thì mình sẽ ngồi phân tích nhưng mà hôm nay thì mình chỉ đưa thông tin thôi các vị bạn thưa quý vị và các bạn lãi suất trung bình của khoản thế chấp cố định 30 năm phổ biến đã tăng lên 7.72 vào ngày thứ ba theo cái tờ Morgan Daily News Daily nhưng mà hôm nay là 7.74 các bạn. Rồi lãi suất mà thế chấp à hơn lãi suất trái phiếu kho bạc à, kỳ hạn 10 năm đã tăng trong tuần này sau khi mà dữ liệu kinh tế gọi là dữ liệu kinh tế của Mỹ nó mạnh mẽ tỷ giá chưa có bao giờ cao đến kể từ năm 2000. Vào đầu năm nay, lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm đã đã giảm xuống khoảng 6%, khiến Hoạt động thị trường nhà cửa vào mùa xuân nó bùng nổ trong một thời gian ngắn nhưng mà nó bắt đầu tăng đều đặn trở lại vào mùa hè và khiến doanh số bán hàng giảm xuống bất chấp nhu cầu mạnh mẽ xu hướng hiện tại thậm chí cao hơn với khả năng tỷ giá vượt 8% đây là dự báo các bạn ha vượt 8%. Oh <laughs> phép à, đó là cục dự trữ liên bang đã không tăng lãi suất hai tuần trước nhưng chỉ ra khả năng tăng lãi suất trong năm nay và cắt giảm ít hơn dự kiến vào năm tới. Các, các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả dữ liệu kinh tế trong đầu tuần từ đầu tiên của tháng 10. Một cái chuyên gia à, của ông này là giám đốc điều hành của Morgan New Daily đã cho biết là bây giờ là lần đầu tiên à, trong tháng 10 và dữ kiện sẽ tốt hơn. Ông dự báo dữ kiện sẽ, sẽ tốt hơn các bạn ha một cái tờ gọi là châu uh, LTS uh, uh, về cái việc mà khảo sát về cơ hội việc làm và luân chuyển lao động thì cho rằng là, là xác nhận là uh, tồi tệ thứ nhất đầu từ đầu tuần đến nay à, và là nó đang đang đợi cái lãi suất lên mức cao mới trong dài hạn và trên thực tế những cái thứ mà nó khá đơn giản ngay cả khi mà gây khó chịu không cho những cái người hâm như mọi người mà mua nhà với cái mức giá thấp nói chung là làm sao có được các bạn ha tỷ lệ cao đã đè bẹp khả năng chi trả ảnh hưởng đến thị trường nhà bán nhà mới và và hiện tại trong khi các nhà xây dựng đã được hưởng lợi từ nguồn cung nhà sẵn có để bán khan hiếm tỷ lệ thế chấp cao là uh, hơn là mối lo ngại lớn tâm lý của các nhà xây dựng rơi vào vùng tiêu cực vào tháng 9 và được, nói chung là nói là về những người mà xây nhà mới quá mà dùng là tiếng Anh mà mình đã dịch dịch ra nhiều khi nó cũng không có uh, sát lắm nhưng mà thôi khúc này là đúng nào mà. để so sánh lãi suất đối với cái người đi vay mua căn nhà giá trị 400.000 đô với khoản trả trước 20 phần trăm cho các khoản vay cố định 30 năm khoản thanh toán hàng tháng Hôm nay đã cao hơn là 930 đô la so với thời kỳ thời điểm lãi suất 3% trong thời kỳ đại dịch. Ha, nói chung là nó so sánh thì đúng, bạn ha, đúng, à, đúng các bạn ha, đúng, 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 đúng. đúng. À, rồi thưa quý vị và các bạn, đó là một cái video ngắn mà mình đang chia sẻ thì thực sự bạn thấy rằng nước Mỹ nó có toan không quý vị và bạn? À, toan hay không về chính trị thì mình không nói nhiều, bạn à, tại vì chính trị nó cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, bởi vì theo cái đảng nào cầm quyền đảng nào mà nắm thì có nhiều người nói hai đảng cũng như nhau à, một đảng cũng, cũng lo lo cho cũng uh, lo cho quyền lợi của họ phải không nhưng mà ít ra thì uh, có những cái chính sách nó cũng thay đổi đúng không nhưng mà đặc biệt thì giờ các bạn thấy nhà mà người mua nhà lần đầu mà để mua thì sao cái bị các bạn bây giờ là quá khó khăn các bạn lãi suất nó lên 8 chấm thì thật sự giống như một cái anh mà chuyên gia trong kênh của Đức Vũ mà nhắn tin cho Đức Vũ là toàn thật rồi, thực sự đó là toàn có việc các bạn và cái mua nhà nó càng ngày nó càng khó khăn hơn rất là nhiều dành cho những cái người mua nhà lần đầu các bạn. À, và thậm chí có nhiều anh chị đặc biệt là bạn Linh Nguyễn ở uh, Atlanta có uh, nói với Đức Vũ là trong cái hôm trước á, là mình có chia sẻ về cái việc mà mua nhà là location location thì bạn nói là mua nhà là stress lắm cái việc bạn stress ghê lắm có nghĩa là mua nhà nó stress thì qua một cái cuộc khảo sát qua một cái cuộc khảo sát uh, mà mình đọc được cái việc các bạn mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn sau thì cái khảo sát đó là gì họ nói rằng có 59 phần trăm cái người mà đi mua nhà họ kêu là họ stress 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 hơn là cái lần mà hẹn gặp hẹn hò đầu tiên luôn cái việc các bạn hẹn hò đầu tiên luôn có nghĩa là nó nó stress đến nỗi mà họ 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 nói là hẹn hò là nó cũng stress nhưng mà không stress bằng các bạn đương nhiên nó có nhiều các bạn nó có nhiều ví dụ như là ly hôn nè cái dạy con nè ví dụ như dạy con là cách ngồi bô sao nè nó nó phân tích kỹ lắm mà rồi, rồi uh, Uh, rồi uh, mua xe so với mua nhà này. nó mua xe có stress hay không là mua xe là điêu với mấy thằng điêu thằng lờ các bạn á rồi có stress hay không nhưng mà họ nói vẫn là mua nhà nó vẫn là stress các bạn vẫn là stress mà có nghĩa là điêu để mua nhà chứ không phải là mua nhà không các bạn điêu để mua nhà thì uh, hôm nay thì uh, có hai cái tin các bạn hai hai cái tin thì uh, nếu mà thực sự hai tin này mà có thời gian các bạn ngồi mà để trao đổi phân tích với quý vị các bạn đó thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều những cái điều lý thú nhưng mà xin lỗi quý vị các bạn vì cũng không có nhiều thời gian nhưng mà không sao quý vị các bạn mình cũng sẽ cập nhật những cái tin tức mà nó gọi là thời sự cũng như là những cái thông tin mà nó có hữu ích đến tất cả quý vị các bạn thì uh, cái việc mà ông à, cũng à, cũng có nhiều khi nó hay đúng không các bạn, à, cái chuyện gì nó cũng xảy ra được các bạn ha, có nhiều người nói à, giống như là ông Mark à, không biết là à, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nó cũng hay à, nhưng mà à, đây là hai cái tình rất quan trọng mà Đức Vũ chia sẻ với quý vị bạn. Ok rồi thì à, Đức Vũ sẽ tạm dừng cái video này đây, các bạn làm một cái video ngắn thôi và hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho tất cả các bạn à, cập nhật được thông tin à, và À, quý vị các bạn có thể nói với đức vũ là, là nếu mà <laughs> đối với quý vị các bạn thì cái việc mua nhà mà so với những cái việc khác thì à, nó có stress không các bạn comment cho đức vũ đi à, và cái video sau đức vũ sẽ chia sẻ về cái việc mà mua nhà nó stress như thế nào các bạn ha à, mất ăn mất ngủ như thế nào ha thì à, mà mua mà mua nhầm nữa, nó còn bực nữa các bạn mua mà mua nhầm nữa mua nhầm nhầm là nhầm, nhầm location rồi mua nhầm cái um, À, mua xong rồi ở trong nhà cần phải sửa chữa rồi cần phải bảo trì rồi mua thì xong rồi á cái bếp nó nhỏ quá ngày nào cũng nấu cho nên bực cái mình mà bực cái mình nó nó không phải stress một ngày mà mà stress ngày ngày qua ngày ngày rồi tại sao chúng ta lại phải rơi vào tình trạng và như vậy cái việc bạn mà ở Mỹ stress nhiều lắm các bạn nào stress nhiều lắm thôi bây giờ thì Đức Vũ xin tạm biệt quý vị các bạn và nếu như các bạn nào thấy các video của Đức Vũ mà nó hữu ích thì quý vị các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cho người thân và bạn này cùng xem quý vị bạn ha còn nếu mà bạn nào chưa có đăng ký thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký những cái chuông để khi mà Đức Vũ có video bỏ video lên hoặc là livestream thì quý vị các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận được video của Đức Vũ rồi cầu chúc mọi điều tốt lành đến cho tất cả quý vị và các bạn và làm sao đừng có quá stress các bạn ha, đừng có quá stress bởi vì stress lâu ngày nó sẽ trở thành trầm cảm mà trầm cảm thì đây là một căn bệnh mà rất là khó chữa thôi. Chúng ta hãy vui vẻ lên, à, hãy biết đủ là được và chúng ta hãy biết được rằng à, cuộc sống nó cho chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ tận hưởng nó quý vị và các bạn ha, chứ đừng có cố quá mà trở thành quá cố rồi xin chào tạm biệt các hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha bye bye